Việt Nam mình đó mấy em, đi mua nhà mua đất chủ nhà nó thích nó bán à. Nó chứ còn hả, mà ví dụ như tụi em vô á, mà tụi em thứ nhất á, tiền thì không cầm, quyền thì ứ có, đúng không? Đi tiền tạm hỏi trước xong về báo cáo ông vợ, đúng không? Đại lý học là những đại lý nào, đó là những đại lý mà ngồi đó mà suy nghĩ nhiều á. Một khi mà nó bàn xong rồi, nó đã qua được cái thời điểm vàng rồi, bây giờ mình phải làm đại lý cho thằng kia hoặc là hùng vốn cho thằng kia, mà thằng kia nó đâu có ngu đâu, nó hùng, đúng không? Thánh địa thể hình, thiên đường xuất mỹ, diêm chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Duy Nguyễn. Thì không dài dòng nữa, bây giờ Duy nói thẳng một câu: cuộc đời chúng ta muốn có thành công thì chúng ta phải đi qua một ngã rẽ. Chắc chắn thành công ở đây là gì? Là đột biến, đúng không? Thành công ở đây là những cái gì đó nó vang dội, tức là 10 người có chừng 2 người, một người thôi, 2 người nhiều quá. Còn không á thì đi thành công theo hướng khác nha ba. Ba đừng có nghe video của tôi xong rồi ba làm y chang, xong rồi ba chết ngắt, ba nói tại ông Duy Nguyễn. Không được mấy em, khẳng định với các đồng chí luôn là không được nha. Tôi có nhiều ngã rẽ lắm mà, đời tôi quá trời ngã rẽ luôn, kể cho bạn nghe cái ngã rẽ. Ngày xưa tôi kỹ sư IT, làm trong nằm ngoài, tay trái tay mặt, khắc điếm các kiểu, tháng 30 nha. Năm khoảng chừng 2010 á, giàu nghèo, không biết giàu hay nghèo nữa bạn. What the hell? Xong rồi tôi bỏ hết tất cả, tôi đi huy động vốn, huy động sao có phim Ghim Chính Là Đời nha. Một nửa sự thật đời Duy Nguyễn, Ghim Chính Là Đời, huynh đệ không bỏ nhau, ra mở phòng gym. Thì tại sao tôi có dám cái suy nghĩ đó? Tại tôi đơn giản tôi nghĩ rằng bộ não á là cha mẹ đẻ cho, yes. Kiến thức á là hấp thu từ Nhật Nguyệt Thần Giáo đó, thì cái đó là cái vốn chính của tôi chứ không phải các bạn IT. Không phải bằng IT, bằng IT tôi không làm chỗ này, tôi làm chỗ khác, đồng ý chưa? Ra đời tất cả mọi chuyện đều là kiếm tiền, đều là kiếm tiền. Vậy thì nếu mà tôi theo cái lối mòn đó đó, chừng nào tôi có nhà tính đội chứ bộ ba. Tôi tính hết rồi, tôi làm lương tôi nhiều vậy đâu, chẳng qua tôi có vòng ngoài thôi. Chứ nói luôn, lương công ty 10 mấy triệu thôi, khẳng định luôn, năm sau điêu cao lắm là tăng được 15%, đúng không? Rồi còn ví dụ như giờ muốn lên trưởng phòng phó phòng gì đó, mẹ cạnh tranh đóng thằng mình tôi đâu, mà tật tôi mê chơi mà chưa chắc cạnh tranh lại tôi nó nữa, mình không có xua. Mà tôi có cái này nè, tôi có cái này mà tôi đi qua ngã rẽ này, mấy ông tôi quá đẹp trai đi, tôi quá đẹp trai đi. Một thằng mà đẹp trai như vậy mà nó ngồi văn phòng quá phí, đúng không các bạn? Đúng chưa? Một thằng nó tập gym, nó đẹp trai như vậy, nó ăn nói mạnh mẽ, linh hoạt, phản xạ siêu tốc như vậy mà nó ngồi văn phòng nó có thì là quá phí. Thằng này phí kiếp đời rồi, không được. Đó là cái lý do tôi phải ngã rẽ. Quay lại bài toán, nếu mà làm một năm tăng 10% tới 20% đi, thì chừng nào tôi mua được cái nhà Sài Gòn này? Mày làm tới chết mua chưa được nữa, nên thôi bỏ. Tao nói là phi thương bất phú mày, gác là chuyện, viết đơn cái việc cái đông, xong công ty nó xả dao, nó viết lại mail anh. Mày nghĩ hả, tao tiếc lắm, thôi suy nghĩ lại đi, tao không muốn mất mày. Đừng có tưởng nó thương mình thiệt, công ty nó xả dao thôi ba, đúng không? Cái phòng nhân sự, phòng HA đó, phòng HA nó xả dao thôi, HA với tắt cho Human Resort các em, nó xả dao thôi nha. Thôi nói thôi, cảm ơn bạn đã quý tôi, nhưng mà lòng tôi đã quyết, tôi ra đi như kinh kha vậy đó, ghê chưa? Người ra đi đầu không quay lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Ủa, cảm giác bồi hồi. Nói thì thôi chứ tao lobby mấy kia hết rồi ba. Tao còn lúc mà anh còn làm trong công ty là anh thành lập công ty BBT luôn,
Một ngày định mệnh, anh đến phòng sở tài nguyên môi trường. Lộn. Xây nhà với sở tài nguyên môi trường, đây là sở kế hoạch đầu tư. Ở sâu nhiều quá, ngoài quận 1 của anh bà đó nè. Lê Hồng Tôn hay gì đó không biết nữa. Nộp đơn vô thành lập BBT. Chính ta đi nộp luôn nè. Ghê chưa? Ngã rẻ đó nè. Vậy thì anh Duy mày mở cái BBT gì lấy gì mà gì xấu? Mở phòng gym, mở tập tạ làm PT mấy em. Thì phòng mà đầu tiên là việc ra gần bên Tân Phú, phòng máy Việt Nam không à. Bán lâu rồi. Cái phòng mà những cái video quyền thoại đó em. Đúng không? Ta lại người ta sống. Làm IT sống chứ làm gì mà. IT làm gì có web chứ đúng không? Marketing. Như vậy thì mới là thể hình online. Vậy mới là thể hình online đó. Đúng không? Mình phải thể hình mình online mới ăn cái thể hình offline này. Thiếu cha thằng offline chết ngắt. Thôi nhờ nó nhỏ nhỏ thôi, mình chơi nhỏ đi em. Vậy thì anh Duy mở phòng gym, anh Duy có chắc lời không? Chắc sống chắc ba. Trời đất ơi, mình mạnh mà, mình đẹp trai, mình mở được phòng rồi, mình có anh em rồi, mình nhiệt tình nữa mà. Mình sẽ thành công thôi. Mẹ ba lo lắm, trời ơi mẹ ba lo lắm mày ơi. Mẹ tao bảo thiệt, có nhiều khi ba mất ngủ luôn á. Ba nói chơi lớn vậy con, chơi tất tay vậy đó hả? Xin lỗi mẹ, con khẳng định với mẹ rằng mẹ chớ phiền muộn lo âu quá đổi về con. Tích E Sinh Nhiên thư gửi mẹ. Nhưng mà điều anh muốn nói đây là cái gì? Nó hơi vô duyên xíu mà là thiết thực. Đúng không? Anh có một người mẹ ủng hộ anh hết mình. Và cái thứ hai nữa, anh muốn tách biệt là cái thằng dân miền Tây nó phải chịu làm ăn mấy em. Nó phải làm ăn mà làm ăn không những nhiều mà là quá nhiều nữa. Chứ còn bây giờ dân miền Tây, trời đất ơi, dân miền Tây như tụi tôi hả? Đi ra đường con gái nó nói một là gì? Đào hoa. Thôi đào hoa tốt, không bỏ được. Nhưng mà còn cái nhậu. Má thằng đó nó vừa đào hoa mà nó vừa nhậu nữa. Thôi rớt mẹ luôn. Bỏ nhậu. Không nhậu mà là làm ăn. Đó là anh Duy Nguyễn muốn chứng minh rằng anh là một người miền Tây. Nhưng mà lối sống của anh nó có cái miền Tây và nó có cái không miền Tây. Anh không chấp nhận cách ăn chơi của dân miền Tây. Anh chỉ chấp nhận cách sống của dân miền Tây thôi. Hiểu không? Tức là cái cách ăn chơi là gì? Cầm ly rượu mà ngồi từ sáng tới tối, đó là cách ăn chơi. Lỗ Chí Thâm mời Lâm Xuân. Á lộn, Lâm Xuân mời Lỗ Chí Thâm. Vô. Cái cách mà xài tiền ngu, đúng không? Trong túi con ngàn xài mẹ 900 là ngu. Đó, anh không chấp nhận cái cách đó. Nó, anh sống cái khác, anh chơi rất là thoải mái, rất là sòng phẳng, chơi rất đẹp. Nhưng mà anh làm bất kể tối ngày sáng đêm. Anh làm anh không có giờ giấc, anh làm anh không có không gian, ở đâu làm cũng được cả. Yes. Đó. Ở bên phòng Việt Nam gần. Anh Duy Nguyễn quay phim. Mà cầm cái máy này cũng sướng nha, đi ra đường. Ra đường zoom váy zoom đầm đẹp ghê. Anh Duy Nguyễn tự quay mà mua cái máy Sony. Có thằng Sike kia nó tư vấn. À, mua máy đó. Quay, tự quay, tự hướng dẫn này nọ làm gì đó. Anh Duy Nguyễn là người tiên phong. Ở ngoài Hà Nội còn có con ba nữa, Security, ủa gì, Square, TT gì đó không biết nữa. Thằng đó đặt cái răng nem khó nhớ thấy mẹ. Giờ đâu rồi không biết. Hai thằng thôi. Mà tốc độ ra video của anh là anh chơi chiến thuật của Trung Quốc là biển người mấy em. Nên anh chụp thằng đó liền, đó chịu không nổi. Đó, thằng đó ra video mà nó đầu tư nhiều hơn. Nó làm video kỹ hơn nên đâm ra tự nhiên video nó ra lâu quá. Xong anh chơi ầm ầm luôn. Đó là một trong những cái ý tưởng để anh kinh doanh. Nhưng mà cái đó không phải nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Cái nội dung câu chuyện ngày hôm nay là anh nói á, muốn thành công là phải bước qua ngã rẽ. Ông đi làm IT, ông thu nhập tháng mấy chục triệu. Thì ông mở phòng game tháng và mấy chục triệu, chuyện nhỏ. Đúng không? Ông tin là ông làm được thì ông sao làm. Còn nếu mà ông đã tin, quyết, thì chúng ta phải cố gắng. Chúng ta quyết liệt. Chúng ta không có nhút nhát giữa chừng. Chúng ta không có này không kia. Và chúng ta phải có được một sự gọi là ủng hộ tuyệt đối. Đó. Vậy thì sao? Cũng có nhiều thằng như anh. Bạn bè anh nhiều lắm, trang lứa anh đóng luôn. Nhưng mà tụi nó dở quá mấy em ơi. Tụi nó đi lấy vợ sớm là thấy dở ạ. Tại sao phải lấy vợ sớm? Mình chơi cho nó đã rồi mình lấy đúng không? Mấy em đồng ý lại cái. Không ai gì một cây mà bỏ một rừng cả. Tụi nó chừng nào cái rừng đó nó trụi lá hết rồi thì mình mới chọn cây có lá thôi. Chính xác chưa?
biết sao cái đừng nó rủi lá không? Mày giặt mẹ lá hết rồi, còn cái gì nữa không trời. Người ta nói là hỡi người quân tử vô danh, chơi hoa sao lại bẻ cành kế bên. Để viết kia vô đi. Đó. Thì thằng mấy bạn nó bị sai lầm ở hai điểm, một lấy vợ sớm mà hai sợ vợ. Tao nói đàn ông đàn an mà sợ vợ là không làm được cái con khỉ gì cả. Anh thề luôn. Nhất là mấy thằng đàn ông mà đưa tiền cho vợ. Mình đã lấy vợ rồi, mình phải control được con vợ mình mới lấy. Mình lấy được con vợ mà để con vợ control ngược lại mình. Đó, không có xin lỗi đâu có ai bạn lĩnh như Tào Tháo đâu. Đúng không? Phàm mọi chuyện trên đời này về hỏi vợ làm ngược lại ắt thành công. Nhưng mà cái điều căn bản là cái con vợ đó không cho nó làm. Nó đâm mà nó mất cơ hội. Nó mất cơ hội thì nó không làm được. Bây giờ nó muốn làm nhanh, nó nhìn nó ao ước, anh ước kệ mày chứ. Tuổi trẻ tao như mày thôi. Nhưng mà tao đứng trước một gã rẻ tao dám rẻ. Đúng không? Còn mày chọn con đường thẳng tắp. Mày đi. Thì nó ra hai cái hệ quả cực kỳ đó. Nó phải khác. Nó phải khác nhau. Vậy thì bạn phải chấp nhận rẻ. Nếu bạn cảm thấy cần phải rẻ. Và bạn phải quyết liệt. Đúng không? Mình phải có khó khăn mình vẫn bước qua. Phải quyết liệt sống chết. Tuổi trẻ là phải năng động. Đó. Hiểu chưa? Yes. Đó, giờ ví dụ như bây giờ, ví dụ như có những chuyện mà dính trong phụ nữ nó thất bại rồi. Chuyện ví dụ chuyện nhà, chuyện đất đi. Cái nhà cái đất là cái khó mày. Ông mới đi nói chuyện với chủ đã đời, mẹ cầm ưa vô nó đâm bang, nó ghét, nó không giờ nó bán luôn. Mấy em chưa đi mua nhà mà đất mấy em chưa biết đó. Việt Nam mình đó mấy em, đi mua nhà mua đất, chủ nhà nó thích nó bán à. Mà thuộc mấy cái thằng đó thuộc dạng là có tiền rồi nha. Em khỏi cần trả giá, khỏi cần mặc cả gì cả. Khỏi cần trả giá, khỏi cần mặc cả gì hết, nó thích là nó bán thôi. Nó chứ còn hả mà, ví dụ như tụi em vô á mà tụi em thứ nhất á, tiền thì không cầm, quyền thì ứ có. Đúng không? Đi tiền trạm hỏi trước, xong về báo cáo ông vợ. Đâu ông vợ dụng dạng người bà hỏi nhà em đi nhà đó sao rồi? Hả? Chủ nhà nói vậy đó hả? Thôi thật hỏi đi. Trời đất ơi má, ở nhà nó ra thằng chồng nó. Nó đâu có biết thằng chồng nó đi gặp chủ nhà nhục như trời. Vậy thì thằng chồng nó làm vô hoàn cảnh gì? Có phải là trên đe dưới bố không em? Nó đi đàm phán ở ngoài không cầm tiền thì bị tao coi thường. Về nhà bị vợ coi thường nó. Bị coi thường tới hai là cơ hội mất đi cái nhà mãi mãi không mua được. Đó. Bây giờ nói chuyện nhà đất này nọ kia, nó trừu tượng mà nó xa quá đúng không? Bây giờ anh kể cho tao nói cho em nghe luôn cái chuyện nè. Hôm nay là công ty BBT đang là xôn xao cái màn đại lý nè. Đại lý nó tạo một làn sóng rất là lớn trong thị trường. Đó. Và anh nghĩ cái thị trường thực phẩm bổ sung mà trong khoảng thời gian sắp tới á cũng phải ngồi nhìn lại, đánh giá lại. Chứ thị trường chắc chắn nó sẽ có chuyển biến và biến động. Mức độ nào thì chưa biết, chúng ta phải ngồi đó chịu sống trước đã. Có rất nhiều bạn, đúng không? Có rất nhiều bạn tài hèn chí lớn cũng muốn làm đại lý thương hiệu cho GBBT, nhưng mà trong tay không có cái gì cả. Đó, trong tay không có gì cả. Thì khi bạn không có gì thì cơ hội nó qua đi. Đúng không? Mà cơ hội nó qua đi thì nó không trở lại. Cái điều đó là điều chắc chắn rồi. Đúng không? Đã ra đường làm ăn á thì mình phải quyết cho nó lẹ, mình chốt cho nó nhanh. Rồi xong rồi mình phải quyết liệt để mình làm nữa thì nó mới thành công được. Đó, anh lấy ví dụ. Thấy không? Ví dụ giờ nhiều tỉnh lắm. Ví dụ tỉnh Bình Dương đi. Đó. Mà Bình Dương thì nó rộng đúng không? Nó có Dĩ An, nó có Thủ Dầu Một, nó có Tân Nguyên, rồi nó có gì Thuận An nữa, nhiều quá. Thuận An, Dĩ An sắp lên thành phố. Đúng không? Thì mình nhìn được cái điểm đó biết Thuận An với Dĩ An sắp lên thành phố. Thì tại sao mình không chụp lấy cái cơ hội này, đúng không? Để mình đăng ký với ông Duy Nguyễn một cái. Đúng không? Rồi xong rồi mình về dưới mình làm. Đó, mình làm thì có khó khăn gì mình học hỏi từ từ. Đó, rồi mình phát triển, mình tìm kiếm thị trường, chứ mẹ tập gym cho nó đã đời xong không có nghề. À, mấy em thấy hợp lý không? Nhưng mà khi mà đi mà ngồi đó, cái vấn đề đó mình nhìn không ra nhanh đó. Mình ngồi mình suy nghĩ này nọ kia, trằn trọc băn khoăn dứt chẳng thành, canh 4 canh 5 vừa chập mắt. Đúng không? Rồi gì giải pháp cũng chưa có luôn. Rồi cứ hỏi tới hỏi lui, hỏi xui hỏi ngựa cà khưa dưa ngựa. Trên live ông Duy Nguyễn chơi cho ông nóng lóc cục. Khi
chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở phi thương vào nghĩa địa Bình Yên. Tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ, một phi thương may mắn theo đô bò. Đó, xong rồi tạo cái ạc khác vô này nọ kia, đội hỏi tới hỏi lui hỏi xuôi rồi người ta cọc mất tiêu rồi, đúng không? Mà một khi á bị thằng khác nó cưỡng tay trên rồi á thì mình chỉ là thằng đánh sau thôi. Mình có hai giải pháp thôi, không có giải pháp gì hết trơn. Cái nước cờ này chỉ còn có hai giải pháp thôi. Giải pháp thứ nhất, giờ quy thận thằng kia, cái thằng mới cọc á, hoặc cái thằng làm rồi đó, có thể thằng kia nó dở hơn mình nữa, có thể bằng luôn á. Tướng đâu sao sao qua tướng không có tập game tập tạ trong ngành nam giới, không biết ai hết. Được cái nhiều khi tiền mà chứ chắc mày hơn tao nữa nha. Nhưng mà được cái mày mày chập đúng thời cơ thôi. Bởi vì tất cả mọi chuyện trên đời nó không quan trọng bằng thời điểm mấy em. Mấy em đồng ý với anh không? Cái thời điểm là cái cực kỳ quan trọng. Mày cua con nhỏ đó 10 năm không dính, mà chỉ cần cua thời điểm đúng phát một 10 giây dính luôn. Đơn giản thôi, nó đang có con bồ chăn em nệm ấm mày cua sao vô. Đúng không? Mày phải dụng kế ly gián cho con bồ nó bỏ nó đang tục với đau thương này nọ, ấm vô cái 1-3 ngày thôi. Chuyện đơn giản đó là ví dụ về tình cảm à. Còn anh Duy dùng một cái khác để anh Duy biện chứng cho lời nói của mình, đúng không? Mọi sự đã xong chỉ chờ gió đông. Cái trận xích bích đó không có gió đông là kể như là chu du là đi ăn mày rồi, đúng không? Hướng gió đang thổi ngược, chơi quả công một cái một trái thuyền chu du chết nó. Nhưng mà gia các lượng bối nước rồi biết ngày đó có gió đông rồi, kêu ngày đó xuất kích này nọ hoàng cái chuẩn bị qua trái hàng đồ gì. 100 vạn hùng binh của Tào Tháo, 1000 tên chiến tướng chạy như dịch, đó là thời điểm chứ lại gì đó. Giờ quay lại bài toán của đại lý hục, đúng không? Đại lý hục là những đại lý nào? Đó là những đại lý mà ngồi đó mà suy nghĩ nhiều á, những đại lý mà chưa làm mà đã sợ đó đó. Thí dụ như khi mà các bạn đi đàm phán với anh Duy rất là quan trọng, anh Duy nhìn bạn có quyết tâm là anh Duy mới gửi niềm tin cho bạn được, đúng không? Còn nhìn các bạn mà thái độ rụt rè này nọ, chưa làm hỏi lắm vào đó, chưa làm hỏi lắm vào là thôi thằng này là xong rồi, thằng này là nhìn là giao cho nó không mẹ banh mẹ cái Bình Dương luôn chứ được cơm cháo gì, thôi để kiếm người khác máu hơn, không thôi tao về Bình Dương tao mở luôn cho rồi. Đại lý học có hai con đường, một là bây giờ quy thận đại lý mới, mà thằng kia nó lại dở hơn mình nó mới đau chứ. Nhưng mà nó đúng thời điểm nó đâm ra, giờ tự mình phải lấy hàng của nó mình bán giá rồi nó mất đi thị phần, đúng không? Cái độc quyền nó ngon thấy bà luôn, không chụp kịp. Thằng kia độc quyền nhà nó bỏ hàng cho mình, nó sang tay nó ăn phần trăm, nó ăn 3% thôi nó cũng ngon rồi, không cần nhiều, đúng không? 100 triệu ăn 3 triệu có làm gì đâu, ăn 3% thôi. Nhưng mà khi nó ghét mình nó bỏ cho mình nó 5%, đúng không? Thiền tỷ ăn nhiều. Tiền tỷ ăn nhiêu rồi 50, ngon ơ, ngọt ngay luôn, đâu có gì đâu ngại. Tự nhiên mình phải làm như vậy. Mà bây giờ cái Bình Dương của mình nó mất đi sự độc quyền rồi, mình phải đi cạnh tranh với đống thằng cấp ngang nữa, nhức đầu thấy màu luôn, đúng không? Mà khi cạnh tranh thì nó phải này phải kia rồi quyết chả còn lời đó, hoặc là lời rất là ít, nó mất đi cái thị phần, mất đi cơ hội, ngóc đầu không nổi nữa. Nó có nhiều cái như vậy đó em. Mỗi cái sự lớn lao mà dính vô mấy đàn bà thường là fail rồi đó. Nên mấy đàn ông nào mà lấy vợ có tiền tảm hậu trấu thứ về bàn là kể chuyện chết xiền luôn. Nó dạ về em bàn với cha mẹ thôi rồi xong đi luôn đi ba, còn bàn với cha mẹ nữa, bảo đảm bàn với cha mẹ là tập. Có nhiều nguyên nhân để tập. Cha mẹ ngoài ngành ngoài nghề, cha mẹ lúc nào cũng sợ thành con mình chí lớn, đúng không? Mà không biết ủng hộ nó đó. Cha mẹ không biết cho con cái một cái cần câu để con cái phát triển, đúng chứ? Mà cha mẹ cứ nghĩ à cho con cái nhà, cho con cái xe, cái đó nó đâu có cần ông nội. Ông cho nó cần câu để câu đúng cái mập, nó bán cái mập ra nó mua 10 cái nhà. Đó là cái tư duy của người Việt Nam. Bởi tao nghe nó mày bàn với cha mẹ thôi tao nách mày luôn, khỏi đi. Mấy cái đứa đó kinh doanh không bao giờ thành công đó. Mình phải không phải là bàn, mà là tôi về tôi hùng biện với cha mẹ tôi, cho tôi 30 phút đi, tôi về tôi hùng biện là ông bả rót tiền liền à. Nhìn Duy Nguyễn nè, đúng không? Thứ nhất đưa cái phương án ra làm sao, thứ hai kế hoạch ra làm sao, thứ ba trình độ lý luận ra làm sao mà nói người ta nghe là thuyết phục chứ. Còn ví dụ như thường thường chắc hồi nhỏ này cũng đi bắn đá chứ lắm nè, không thì cũng đi đá gà, cũng đi chơi gì chơi liên minh dữ lắm nè.
Xong rồi trong mắt cha mẹ mình chỉ là thằng nghiện game thôi. Thì ổng bả sao dám tin, đúng không? Nó mà thêm bàn vợ nữa mới nhục chứ. Đâu bàn cha mẹ đỡ tức nghe bàn vợ nữa. Thôi rồi xong luôn. Trời đất ơi. Nó thì chính vì cái sự mất thời cơ đó đâm ra mình bị một cái thốn ngày hôm nay. Một khi mà nó bàn xong rồi, nó đã qua được cái thời điểm vàng rồi. Bây giờ mình phải làm đại lý cho thằng kia, hoặc là hùng vốn cho thằng kia. Mà thằng kia nó đâu có ngu đâu, nó hùng, đúng không? Nó đâu có hùng nữa, nó hùng thà về nó đi mượn ngân hàng, đi mượn tiền hay đi mượn gì đó lo phần vốn để nó ăn mình nữa, chứ đi hùng với mình. Nó cái chuyện bạn đòi hùng nó không bao giờ. Tại sao tao đang ngon mày phòng với tao, cái thế mày đang dưới tao, cái thế mày đang dưới tao thì bây giờ mày cứ nước mày lấy lại của tao mày bán thôi, đúng không? Đó là một đường. Đường hai, méo lấy của mày, tao lấy người khác, hoặc là tao làm gì đó khác, tao cạnh tranh với mày luôn. Còn cái này hay căng à, đúng không? Bạn dựa vào gì bằng cạnh tranh, đúng không? Nội cái chuyện cơ hội bạn đến với ông Duy Nguyễn đã trước thằng đó rồi, bạn còn fail, bạn lấy gì ra mà cạnh tranh với nó, trong khi bây giờ ông Duy Nguyễn chống lưng cho nó nữa, đúng không? Yes. Mà cái cuộc đời của bạn bây giờ nó đâm ra nó mất cơ hội đi, nó rất là là bế tắc. Còn giải pháp nữa mấy em đừng buồn, mà giờ cứu nè, cái chi phá mồi nghe, còn chi phá mồi nữa em. Bây giờ tất cả những cái chuyện anh Duy Nguyễn ví dụ nãy giờ là cái thằng mà nó bỏ lỡ thời cơ, mà cái thằng sợ vợ với thằng mà bàn cha mẹ là tập rồi, đúng không? Thằng đó là xong game rồi đó, thằng đó là game over luôn rồi. Bây giờ nó chỉ làm chư hầu thôi, chứ nó không thể nào làm chúa công được. Vậy thì nó vẫn còn một cơ hội chúa công, nếu mà nó nắm được cái tuyệt kỹ phá mồi đại pháp. Thì cái tuyệt kỹ này anh Duy Nguyễn sẽ trình bày trong vấn đề sau, trình bày trong một vlog sau, một video sau. Và trong video sau Duy Nguyễn sẽ kể những cái tuyệt kỹ tại sao ngày xưa anh Duy Nguyễn có cái tầm nhìn đó. Có cái tầm nhìn mới làm cái tầm nhìn chứ, phải kế hoạch quyết định được hay nào đó hết chứ. Đâu phải là cứ mở một game xong, mở một game cái ngàn thằng chết ngoài kia kìa. Nó trả mặt bằng quá trời luôn kìa, quận 1 kìa, trời đang corona trả mặt bằng quá trời. Biết sao mấy anh nghĩ không? Tại thằng khỉ con camera nó bật máy lạnh nóng quá, nóng quá làm biến nổi. Bye bye mấy em. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thân ái, kính chào. Bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong, ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng, mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài, sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.